Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vắng mặt bất thường suốt 4 tháng. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kae-ong Hee chưa xuất hiện trước công chúng suốt 4 tháng qua và sự vắng mặt của bà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh bà Kim tại một cuộc triển lãm ở Seoul vào tháng 2 năm 2023. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jung Suk Ji-un vẫn im lặng về lý do đằng sau sự vắng bóng của bà Kim Kae-ong Hee, 52 tuổi, cũng như việc bà hiện ở đâu. Không có vấn đề nào về sức khỏe của bà được đề cập, theo tờ The Korea Herald đưa tin hôm 19 tháng 3. Sự vắng mặt liên tục của bà có vẻ hết sức bất thường do bà đóng vai trò là đệ nhất phu nhân rất tích cực trong những lần xuất hiện trước công chúng của ông Jung. Chưa hết, bà còn có những cuộc gặp riêng với một số quan chức ngoại giao trong các hoạt động trao đổi văn hóa cũng như nhiều dịp nhằm thể hiện mối quan tâm của bà đối với các vấn đề xã hội như quyền động vật và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Với việc bà Kim lên tiếng phản đối việc tiêu thụ thịt chó, cơ quan chức năng hồi tháng 1 nhanh chóng đưa ra và thông qua quy định cấm bán thịt chó. Áp dụng từ năm 2027, Hàn Quốc cấm thịt chó. Bà Kim đã cùng ông Jung tham gia mọi chuyến thăm nước ngoài, bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Tây Ban Nha vào tháng 6. 2022, sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của giới truyền thông đối với gu thời trang cùng tiểu sử làm doanh nhân của bà. Đặc biệt, sự vắng mặt của bà trong buổi lễ kỷ niệm phong trào vận động độc lập hôm 1 tháng 3 là chưa từng có, vì mọi đệ nhất phu nhân đều tham dự buổi lễ kể từ khi ông Kim Dae-jung trở thành tổng thống năm 1998. Tuy nhiên, sự vắng mặt của bà Kim dường như đem lại cơ hội cho ông Jung lấy lại tỷ lệ ủng hộ trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10/4 tới. Theo đài KBS, tổng tuyển cử sắp tới sẽ bầu ra 254 nghị sĩ đại diện khu vực và 46 nghị sĩ đại diện theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Tổng tuyển cử lần này diễn vào năm cầm quyền thứ 3 của Tổng thống Jung Suk Ji-un, nên được coi là cơ hội để cử tri đánh giá giữa kỳ về chính phủ đương nhiệm, cũng như đánh giá đối với đảng đối lập dân chủ đồng hành chiếm đa số ghế tại Quốc hội khóa 21.